Chùa Kem có tên chữ là Sùng Nham Tự, thuộc xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, cách thành phố Bắc Giang khoảng 12 km về phía đông nam. Nằm ở vị thế cao, chùa Kem tọa trên mảnh đất rộng, dựa lưng vào dãy Nham Biền, có thế phong thủy hữu tình, không gian thoáng đãng. Đặc biệt di tích này còn là một điểm quan trọng gắn với cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. Với những đóng góp to lớn đó, chùa Kem là một trong 23 điểm di tích được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt ngày 10 tháng 5 năm 2012. Chùa Kem được khởi dựng vào năm Đinh Tị 1557, thời vua Lê Anh Tông. Trải qua thời gian, chùa đã được tu sửa tôn tạo nhiều lần. Toàn bộ công trình gồm tòa Tam Bảo có tiền đường 5 gian, nối liền với 3 gian thượng điện theo bố cục hình chữ đinh. Sau thượng điện là khoảng sân hẹp, rồi đến nhà tổ, nhà mẫu. Kết cấu kiến trúc gỗ trong chùa làm theo lối kết cấu vì kèo, trong đó có một số mảng điêu khắc cũ mang phong cách nghệ thuật thời Lê. Trải qua một số lần tu sửa, chùa được gắn thêm một số mảng điêu khắc thời Nguyễn, tạo nên phong cách nghệ thuật có sự đan xen giữa hai triều đại Lê và Nguyễn. Từ khi khởi công cho đến nay, chùa Kem luôn có các nhà sư trụ trì. Khi các sư viên tịch đều được các đệ tử xây tháp phụng thờ. Chính vì vậy, hiện trong khuôn viên nhà chùa có 7 ngọn tháp cổ. Các công trình này góp phần tô điểm cho cảnh quan khu di tích thêm phần uy nghi, trang nghiêm, cổ kính. Hàng năm lễ hội chùa Kem được tổ chức long trọng để tưởng nhớ các vị sư tổ có công trong việc xây dựng và phát triển ngôi chùa, tạo không gian sinh hoạt văn hóa tôn giáo lành mạnh của nhân dân trong vùng vào 3 ngày chính: ngày 11 tháng 6, 21 tháng 8 và 21 tháng 10 âm lịch, với nghi thức cúng Phật và tổ chức các trò chơi dân gian độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc. Hội chùa hàng năm thu hút đông đảo du khách thập phương xa gần đến tham quan.